Em chào các bác nhé. Các bác thân mến, các bác hỏi giá chuối của em, các bác mua chuối của em thì có khi nào mà các bác tự hỏi là sao nó cao như thế, nó đắt như thế? Anh làm được chúa mà anh bán giá cao thế? Thì đây là cái câu hỏi, cũng là cái câu hỏi mà một số người điều kiện kinh tế người ta cũng không có, thật sự là nó nhỏ, đam mê nuôi ong nhưng mà cái điều kiện người ta mua một con chúa về nó khó, cho nên người ta cũng hỏi mình câu này. Thì hôm nay mình sẽ trả lời cho anh em. Con chúa như thế nó có đáng đồng tiền bát gạo không? Đối với mình bán là 250.000 một con. Đấy, mà chưa ship nhá. Đấy, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các anh em. Vì sao? Nó là 250.000 mà không phải là cái giá rẻ hơn. Các anh em thấy này, không phải là cái sự đầu tư. Đầu tư ấy thì mình phải nói rằng là đầu tư thì làm lâu dài. Đấy, cái thùng này mình mua nó có thể mình làm tới 4-50 năm cơ, nó cũng không hư. Đấy, thì cái không phải là chuyện đầu tư nó nặng nề lắm. Đấy, nhưng mà mình vẫn phải nói là các bác là làm ấy thì phải đầu tư, đúng không ạ? Đấy, nguyên cái thùng này các bác phải hiểu là đây là cái thùng phối và mình mua về chỉ để làm chúa mà thôi. Đấy, đúng không ạ? Một cái thùng này mua ấy là 240k các bác nhá. 240k một cái thùng. Nhưng chưa hết, là không phải là chuyện chỉ là cái thùng, mà các bác phải hiểu rằng là nó giống như kiểu là một cái thùng mà các bác chia ra, đúng không ạ? Nó như là cái cầu đây này, để mình sẽ dở ra cho các bác xem nhá. Nó như là một cái thùng mà anh em mới chia ra. Thì khi mà anh em chia ra nhá, đúng không ạ? Thì anh em phải rút hẳn là cái cầu nhộng bung, đúng không ạ? Mà cầu nhộng bung ấy, mà một cái cầu nhộng bung ấy, thì anh em phải hiểu rằng là nó đáng giá. Nếu như bây giờ cái tầm này ấy, ở trong mình, thì một cái cầu này mình cứ tính trung bình là 150.000 một cái cầu, thì hai cái cầu sẽ là 300, được chưa? 300.000, đúng chưa? Thì cái cầu này nó chỉ có cái giá trị là gì? Các bác ông, con ong này ấy, giá trị là khi con ong nó còn sống thôi. Còn khi con ong nó không có một cái gì thì cái cầu này nó không có một cái giá trị gì cả, nó chỉ là một cầu không thôi. Đấy. Mà con ong già này nhá, khi trải qua một lần chúa các bác làm thì cái cầu này các bác lại phải bỏ đi. Đấy, mang sang bên kia để cho chúa nó đẻ. Rồi các bác lại mang sang một cầu nhộng nó sang. Đúng không ạ? Một con chúa thôi. Đấy, là nó đã hết một tuổi thọ của một lần ong thợ này rồi. Đúng không ạ? Con ong thợ này khi mà nở ra nhá. Đúng không? Thì nó chỉ làm được khoảng 30 ngày nó chết, đúng không ạ? Mà một con chúa các bác muốn làm ấy, để mà giao được cho các bác ấy, thì đúng một tháng là mình mới có để giao. Bởi vì sao? Mình không nói đến cái chuyện mà mình di trùng nha, đúng không ạ? Không nói chỉ đến cái chuyện làm nụ nha. Mình nói đến cái lúc nụ gắn thôi, gắn nụ thôi đấy. Đấy, còn 10 ngày mà mình di trùng ấy thì mình gối được, mình không nói đến nha. Nhưng từ lúc gắn ấy cho đến lúc mà con chúa đẻ là 12 ngày, đúng không? Đúng chưa các bác? Sau đó các bác phải để nó đẻ lên một lớp nhộng, đúng không ạ? Nó đẻ đều ra, con ong mới về nhá, nó sẽ đẻ rất là chậm. Nó đẻ 4-5 ngày bắt đầu nó mới đẻ. Nó đẻ xong ấy là nó đẻ được hết hai cái cầu này, đúng không ạ? Thì bắt đầu là chúng ta mới bắt nó được để theo dõi, đúng không? Thế cho nên là nó phải mất một tháng. Mất một tháng thì chúng ta mới bắt được. Thì có phải là một tháng trời mới được con ong thôi. Mà ấy, chưa nói đến cái chuyện mà con ong chúa nhá, mà nó phối đạt hay không. Đấy. Thường ấy, các bác biết sao không? Mình mà làm tầm 40 đàn, mình có tất cả là 42 cái thùng phối này. Nhưng ấy, mà tính bình quân thôi thì nó chỉ mình cứ cho là một nửa đậu. Đấy, một nửa lại mất cơ. Đấy. Cho nên là cái số lượng mà cái cầu này lại phải lao vào ấy, mình cứ cho là một nửa đi. Thì ấy, một con chúa là cũng lại phải mất 150 cái tiền cầu này rồi. Đấy, một tháng 150 tiền cầu này rồi. Mà mình bán có 250 một con chúa thôi, chưa kể những cái tiền đầu tư khác. Đấy nhá. Rồi. Lúc làm chúa ấy là các bác vẫn phải đổ đường bình thường. Các bác hiểu không? Con chúa tơ nhá, mà các bác không cho nó ăn ấy là nó còi. Đấy, quân ấy nhá, nó không ăn, nó không cho nó ăn nó sẽ còi. Nó còi ấy là về sau này nó đẻ kém đấy các bác. Quân của nó ấy thì cũng phải tương đối đủ sao, đủ để nuôi con chúa các bác ạ. Quân nó ít quá ấy, là nó không nuôi đủ chúa đâu. Nó không nuôi được chúa, mà quân nhiều quá thì không làm gì, nhưng mà quân ít quá là không được. Nó phải đủ để nuôi con chúa. Chứ không phải là con chúa mà cứ vậy mà nó lớn đâu các bác ạ. Đấy, thì mình phải lại tiếp tục là ngày nào cũng phải cho ăn. Có nghĩa là cái riêng thằng phối này là cho ăn liên tục hết. Đấy. Ăn không phải là chỉ đường không nhá, nó còn có thuốc bổ húp các kiểu, nó rất là nhiều thứ để ra được một thành phẩm con chúa ấy. Nó rất là lâu công với các bác ạ. Thật sự các bác mua nó khỏe hơn. Bản thân em á, nói một câu chân tình với tất cả các bác, nếu mà em mua một con giống về, mua con giống về là em mua nhập bên như nếu mà chú sữa thì em nhập bên Úc, còn chú mật ấy, thì em nhập bên Ý.
Thì một con chuối mà về tới Việt Nam á, tầm khoảng nó rơi vào tầm khoảng 300 đô. Nó rơi vào tầm 300 đô la đấy các bác. Nó rơi vào tầm khoảng bây giờ như đô la là 24 thì nó rơi khoảng hơn 7 triệu. Hơn 7 triệu một con chúa. Thì nói chung là mấy anh em chung nhau thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 2-3 triệu thôi. Đấy. 2-3 triệu một con, nhưng nó về đến Việt Nam ấy là nó thời gian nó về ấy, là cũng có con để không ra gì. Thật sự luôn, nó thay đổi thời tiết để không ra gì. Thì chúng ta là phải mua tầm 2 con, 3 con về để làm giống. Đấy. Đúng không ạ? Về làm giống. Mà em cứ cho là 3 triệu một con đi. Đấy, em cứ cho là 3 triệu một con đi, 2 con cũng là 6 triệu rồi. Đúng không? 6 triệu. Mà em dám bỏ cái số tiền ra em mua như thế về em làm. Thì các bác mua con giống chỉ có 250k thôi. Nó quá rẻ so với những gì em phải trải qua. Đấy, em chỉ tầm khoảng 2 năm thôi là em phải bỏ một con chúa, em phải mua con khác về em làm. Đấy, chứ đâu phải là, mà thật sự mà nói các bác này. Cái con chúa này ấy, không phải ai người ta chia sẻ cái giống đâu. Mình nói thật, cái giống này ấy, là nó đi theo một cái gọi là nuôi ong nhá, không phải ai chia sẻ kinh nghiệm. Đấy, cái giống, bởi vì là đó là miếng ăn, đó là cái miếng cơm manh áo của người ta. Nếu như bây giờ mà các bác, mình không nói đến cái vấn đề đố kỵ hay là làm ăn gì cả, nếu như bây giờ mà các bác mà đi mà ai cũng được sản lượng nhiều ấy, thì mật tự nhiên nó rẻ, cho nên người ta sẽ chọn những cái cây người ta sẽ không, ý là người ta sẽ không giao, không bán chúa, không chia sẻ cái giống ngon của người ta cho các bác để các bác làm đâu. Đấy là mình nói thật. Với tại tất cả cái kinh nghiệm từ chỗ đi, chỗ ăn, chỗ ở, mình nói chung là chỉ có mình mới chia sẻ với các bác thôi. Còn những người khác người ta chẳng có hay dạy gì đi chia sẻ những cái điều đấy cả. Đấy. Thì đấy cũng là một cái để cho các bác hiểu về hơn về cái vấn đề mà nuôi ong cũng như là con ong. Để anh em mà ví dụ như là có ý định mà nuôi thì chúng ta phải tham khảo hết sức lên vấn đề đấy. Đấy. Đúng không các bác? À. Thế. Cho nên là anh em mà nghĩ là như những anh em mà nghĩ là con ong mà nó tầm khoảng 250k thì đối với em thì em mua nhiều. Thật sự luôn đấy, em phải mua nhiều. Đấy. Đắt thì rẻ hay không phải do tất cả các bác kiểm định nhá. Chào, hẹn gặp lại các bác ở video sau. Các bác mua thì cứ liên hệ số điện thoại như này, cả phấn này, cả mật này, cả bột này. Nói chung là tất cả các linh kiện ong, đặc biệt là chí, thuốc chí là mình là mình phải tự hào rằng là mình là cái kênh mà chia sẻ chí mà hiệu quả nhất cho tất cả các bạn đấy. Mình thật đấy. Ok, cảm ơn tất cả các bác, nếu hay thì cho mình một like nhé.